Trong dân gian có bài thơ nói về những món ăn chúng ta cần tránh Mật ong, sữa, sữa đậu nành Ăn cùng, tắc tử, phải đành, xa nhau Gan lợn, giá đậu, nực cười Xào chung, mất sạch, bổ tươi, ban đầu Thịt gà, kinh giới, kỵ nhau Ăn cùng một lúc, ngứa đầu, phát điên Thịt dê, ngộ độc, do đâu chỉ vì dưa hấu sen vào bữa ăn. Ba ba ăn với rau rền, rau sam, bụng đau quằn quại, khó toàn, vẹn thân. Động kinh chứng bệnh rành rành là do thịt lợn, giang trung, ấu tàu. Chuối hột ăn với mật đường, bụng phình, dạ trướng, dọc đường, phân rơi. Thịt gà, rau cải có câu, âm dương, khí huyết, thoát vào hư vô. Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi, ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng. Cải thìa, thịt chó, xào vô, ăn vào đi tả, hôn mê, khôn lường. Sữa bò, cam quýt, bưởi chanh, ăn cùng một lúc, liên thanh, sấm rền. Quả lê, thịt ngỗng, thường thường, ăn vào cơ thể, đùng đùng, sốt cao. Đường đen, pha sữa, đậu nành, đau bụng, tháo dạ, hoành hành suốt đêm. Thịt rắn, kỵ củ cải xào, ăn vào sao thoát lưỡi đau tử thần, nôn mửa bụng dạ không yên, vì do hải sản ăn liền trái cây. Cá chép, cam thảo, nhớ rằng, ăn chung, chúng độc, không cần hỏi cha, nước chè, thịt chó, no say, thỉnh thoảng như thế, có ngày ung thư. Chuối tiêu, môn sọ, phiền hà, ruột đau quằn quại như là dao đâm khoai lang, hồng mận, ăn vô, dạ dày, viêm loét, tổn hư, tá tràng. Ai ơi, khi chưa dọn mâm, nhắc nhau, nấu nướng, sai lầm, hiểm nguy, giàu vitamin C, chớ có tham, nấu cùng ốc hến, cua tôm, nghêu sò. Ăn gì, ăn với cái gì là điều cần nhớ nên ghi vào lòng, chẳng may ăn phải vài giờ. Chúng tạo chất độc bảng A chết người, quý nhau mời tiệc, lẽ thường, thức ăn tương phản, trăm đường, hại nhau. Quý vị thấy có dễ nhớ bài thơ này không ạ? Và Nguyễn Hiếu mong rằng là với bài thơ này thì chúng ta biết cách phòng tránh những thức ăn kỵ nhau để đảm bảo sức khỏe và thậm chí là tính mạng của chúng ta bạn nhé. Nhớ giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ ngay điều này cho bạn bè và người thân cùng biết.